Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau 2 ngày tổ chức hội thi thể thao văn nghệ khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022 chính thức khép lại. Hội thi tổ chức 4 môn thể thao gồm bóng đá, kéo co, tennis, golf và thi biểu diễn văn nghệ. Kết thúc các phần thi, ban tổ chức đã trao 12 giải ba, 5 giải nhì, 4 giải nhất và 3 giải đặc biệt phần thi văn nghệ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đạt giải đặc biệt ở nội dung thi văn nghệ. Hội thi thể thao văn nghệ khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Đồng bằng sông Hồng là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm để cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành kế hoạch và đầu tư các tỉnh Đồng bằng sông Hồng rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo không khí phấn khởi, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng cùng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tối qua, chùa Bầu, phường Lê Bảo, thành phố Vĩnh Yên long trọng tổ chức đại lễ an vị tôn thượng Bồ Tát Quan Thế Âm và hoa đăng khánh đản với sự tham dự của đông đảo chư tôn, đức tăng ni, Phật tử và nhân dân địa phương. Thánh tượng Bồ Tát tại chùa Bầu cao 7m, bằng đá trắng nguyên khối Đà Nẵng. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh trước thánh tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, Thượng tọa Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu cùng chư tôn đức, đạo hữu Phật tử đã chí thành đảnh lễ 12 đại nguyện của Ngài, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, dịch bệnh tiêu trừ, chúng an sinh lạc, Phật pháp trường tồn. Tiếp đó là nghi thức truyền đăng được diễn ra long trọng và thiêng liêng. Từ ngọn nến được thắp lên, truyền từ tôn thượng Đức Phật đến chư tôn đức, Phật tử, hình ảnh của sự rất dịu và tiếp dẫn như hạnh nguyện độ tha của Ngài đối với chúng sanh. Thưa quý vị và các bạn, Lập Thạch là nơi sinh ra nhiều anh hùng và danh nhân văn hóa, làm phong phú cho lịch sử phát triển của huyện, của tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Lịch sử đã đi qua, nhưng những gì còn đọng lại là ngọn lửa châm nguồn cho bao thế hệ. Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn là một trong số đó. Tuy ông đã đi xa, nhưng những bài học về lòng trung nghĩa và cả những cống hiến của ông đã trở thành tấm gương cho biết bao thế hệ noi theo, tiếp bước. Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn sinh năm 1390, mất năm 1429, làm võ tướng trong khởi nghĩa Lam Sơn, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đánh thắng giặc Minh xâm lược và lập thành nhà Hậu Lê. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, Trần Nguyên Hán đã cùng với nghĩa quân Lam Sơn không sợ hiểm nguy, xông pha trận mạc, lập nhiều chiến công vang dội, khiến quân thù phải khiếp sợ. Tiêu biểu nhất phải kể đến trận đánh thành Sương Giang. Đây là một trong những trận đánh đi vào lịch sử dân tộc, thể hiện tài thao lược quân sự của vị tướng Triều Lê. Để tưởng nhớ đến vị anh hùng của dân tộc, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hán trên vùng đất Lập Thạch nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những dấu ấn lịch sử văn hóa, tái hiện lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Công trình cũng là chân dung khắc họa sinh động về một tinh thần Việt Nam. Như chúng ta nhìn thấy đây, tức là phù điêu cũng đang được đánh giá rất kỹ với 9 cái mảng chủ đề chính từ cái lúc mà gia đình Trần Nguyên Hán ở Hải Dương về Sơn Đông Lập Thạch những cái năm 1390 và đến những cái chiến công của cụ trong cái quá trình mà đánh giặc ở các cái trận đánh nổi tiếng của Trần Nguyên Hán, rồi cái cảnh mà sau khi đánh giặc xong thì cũng là về quê hương Lập Thạch để mà xây dựng quê hương tại cái chỗ xã Sơn Đông của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Phát huy truyền thống trên quê hương anh hùng cách mạng với mục tiêu xây dựng Lập Thạch phát triển kinh tế nhanh và bền vững, từ đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương, huyện Lập Thạch đã thực sự tạo được những bước tiến lớn trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Đến nay thì ngành nông nghiệp của huyện Lập Thạch đã đạt được những kết quả cụ thể về lĩnh vực trồng trọt, thì đưa năng suất lúa từ 30 tạ trên 1 hecta lên nay 60 tạ trên 1 hecta và tập trung sản xuất những cái lúa giống lúa mà chất lượng cao cho cái sản xuất trồng trọt. Đối với lại lĩnh vực chăn nuôi thì trước kia chủ yếu là sản xuất là chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ và quy mô hộ gia đình. Hiện nay trên địa bàn huyện Lập Thạch đã phát triển cái vùng chăn nuôi, đặc biệt ở những cái xã phía Bắc. Lập Thạch đã có những cái trang trại chăn nuôi lợn từ 1.000 con lợn thịt hàng năm và 200 lợn nái và chăn nuôi bò sữa trên địa bàn.
song song với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, huyện Lập Thạch còn chú trọng thực hiện công tác quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp, các trung tâm thị trấn, cụm xã, dần từng bước phát triển, nâng tầm diện mạo đô thị. Từ một địa phương chỉ sản xuất nông nghiệp thuần túy, đến nay đã có nhiều công ty, doanh nghiệp chọn Lập Thạch làm bến đỗ với tổng số vốn hơn 90 triệu đô la Mỹ và gần 1.500 tỷ đồng, thu hút trên 13.000 lao động. Bên cạnh cái sự giúp đỡ và hỗ trợ của địa phương thì chúng tôi hết sức là nỗ lực tìm cách để xây dựng cái chiến lược, kế hoạch hoạt động cho hiệu quả, đồng thời là cũng có những chính sách về thu hút lao động của địa phương và làm việc tại công ty để góp phần mang lại cái hiệu quả kinh tế xã hội trong việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề lao động. Sau 26 năm xây dựng và phát triển, nhờ triển khai có hiệu quả mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch đã có những bước tiến vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế xã hội và hứa hẹn huyện sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện trở thành thị xã vào những năm 20 của thế kỷ 21. Thưa quý vị và các bạn, xác định xử lý vi phạm đất đai là chỉ tiêu khó, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, huyện Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu xử lý vi phạm đất đai, trong tháng 11 này, huyện Yên Lạc đang chỉ đạo các địa phương đồng loạt ra quân xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mà huyện đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là 2 trong số 30 trường hợp vi phạm đất đai sẽ được xã Đồng Văn thực hiện cưỡng chế buộc tháo dỡ trong tháng 11 này do đã xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Trong năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện giao cho Đồng Văn chúng tôi giải tỏa 74 hộ. Đến nay là chúng tôi giải tỏa đã được, kể cả ngày hôm nay là đã trên 50 hộ rồi. Còn từ nay đến ngày 30 nhé, tháng 11 năm 2002, chúng tôi ra quân quyết liệt và hoàn thành xong 74 hộ, các hộ lấn chiếm về đất đai sử dụng đất sai mục đích. Trong tháng này, công tác tuyên truyền vận động các hộ dân vi phạm pháp luật về đất đai, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm cũng sẽ được chính quyền các địa phương của huyện Yên Lạc đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc cung cấp cho người dân những hiểu biết pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, thì các trường hợp xây dựng trái phép cũng bị nêu tên trên hệ thống truyền thanh để người dân theo dõi, giám sát việc khắc phục hậu quả. Trong năm 2022 thì còn 2 trường hợp, nhà ông Trường Phòng và nhà ông Thành Hướng. Thì là hôm nay thì cũng là tuyên truyền vận động thì gia đình cũng tự giác tháo dỡ. Thì chúng tôi cũng có phát thanh trên mạng lưới truyền thanh toàn xã để cho xã cũng biết, là dân ở trong xã cũng biết được là liên quan đến cái việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xử lý các trường hợp vi phạm đất đai đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2022. Ban chỉ đạo thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc đặt mục tiêu sẽ xử lý xong 100% các trường hợp vi phạm trước ngày 30 tháng 11 năm 2022. Trong ban chỉ đạo chúng tôi là đều có cấp ủy và các đồng chí là ban thường vụ là phụ trách các xã, thị trấn trên địa bàn là đều vào cuộc. Đấy, yêu cầu của ban chỉ đạo là đợt cao điểm này là tất cả các đồng chí phụ trách các xã, thị trấn là phải vào cuộc và xuống địa bàn để cùng bám sát địa bàn, để cùng với lại địa bàn để các xã, thị trấn để hoàn thành cái mục tiêu đề ra. Việc sớm hoàn thành chỉ tiêu về xử lý vi phạm đất đai trong năm 2022 sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Yên Lạc tiếp tục đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trong thời gian tới, từ đó đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Lập Thạch phối hợp với công an xã Triệu Đề vừa phát hiện bắt quả tang Nguyễn Tiến Đô, sinh năm 1999 ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tàng trữ pháo nổ trái phép. Nguyễn Tiến Đô bị lực lượng công an bắt quả tang khi điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter biển kiểm soát 88K1-18167, chở một bao tải, bên trong chứa 11 hộp pháo nổ có tổng khối lượng là 6,855kg. Nguyễn Tiến Đô khai nhận mua số pháo trên về để sử dụng. Kết quả xác minh, Nguyễn Tiến Đô là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lập Thạch đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đô về hành vi tàng trữ hàng cấm quy định tại điểm C, khoản 1M, điều 191 Bộ luật hình sự.